kính chào quý khán giả thân thiết của kênh Nghệ An TV. Tại đây chúng tôi luôn cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất mỗi ngày. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 10 tháng 6, trong một bài đăng trên mạng xã hội Facebook, người đứng đầu cơ quan phát triển tài thiết và cơ sở hạ tầng nhà nước Ukraine, ông Mustafa Nejem đã phàn nàn về sự cản trở mang tính hệ thống đối với công việc của mình. Ông Nejem cho biết, bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái, đội ngũ của cơ quan liên tục phải đối mặt với sự phản đối, phản kháng và tạo ra các chướng ngại vật giả tạo. Cuộc đấu đá nội bộ trong chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky diễn ra một tháng sau khi Quốc hội loại bỏ Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng. Sự việc diễn ra vào một thời điểm nhạy cảm khi nhà lãnh đạo Ukraine, người dự kiến sẽ khai mạc cuộc họp ở Berlin trong tuần này, đang tìm cách đảm bảo sự hỗ trợ quốc tế trong việc chống lại một cuộc tấn công mới của Nga. Thủ tướng Ukraine Denis Mihan đã từ chối yêu cầu thực hiện chuyến đi Berlin của ông Nejem và thay vào đó ra lệnh cho ông chuẩn bị một báo cáo về tiến độ xây dựng quốc phòng xung quanh các cơ sở hạ tầng và năng lượng quan trọng. Theo một quan chức nội các giấu tên, thời hạn cho báo cáo được ấn định là ngày 12 tháng 6 vì các cuộc đàm phán không được công khai. Ông Nejem đã phản bác điều đó, nói rằng ông chỉ được thông báo về thời hạn như vậy sau khi Bloomberg đưa tin về chuyến đi bị chặn ngày 9 tháng 6. Hội nghị về tái thiết Ukraine diễn ra từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 6 tại thủ đô nước Đức nhằm mục đích tập hợp các nỗ lực từ các đồng minh của Ukraine để tái thiết sau xung đột. Tổng thống Zelensky sẽ dẫn đầu một phái đoàn gồm hơn 20 quan chức Ukraine, trong đó có 5 thành viên nội các, gặp gỡ các nhà lãnh đạo, trong đó có Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Hồi tháng 2 năm nay, Ngân hàng Thế giới ước tính rằng đất nước này cần ít nhất 486 tỷ đô la Mỹ để tái thiết trước khi Nga đẩy mạnh các cuộc tấn công trên diện rộng vào cơ sở hạ tầng năng lượng, trong khi Ngân hàng Đầu tư châu Âu ước tính chi phí lên tới hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ. Trong tuyên bố của mình, ông Nejem phàn nàn rằng nguồn tài trợ ngân sách quan trọng để sửa chữa cơ sở hạ tầng đã bị cắt bỏ, công việc bị chậm lại do quan liêu và những nỗ lực của ông đã trở nên bất khả thi kể từ khi Bộ trưởng Bộ Cơ sở Hạ tầng Oleksandr Kubrakov bị cách chức vào tháng trước. Ông Kubrakov, nguyên là Bộ trưởng Quyền lực một thời và từng giữ chức Phó Thủ tướng, đã bị các nhà lập pháp thân cận với Tổng thống Zelensky bãi nhiệm. Ông Kubrakov cũng là người đã đưa Nejem lên vị trí giám sát việc tái thiết, giám đốc điều hành tại Trung tâm Chiến lược Kinh tế ở Kiev. Holip Vilisky gọi việc hạn chế đi lại của Thủ tướng Smihan đối với ông Nejem là không bình thường và cho biết điều đó có thể phản ánh việc tài trợ tái thiết ngày càng ít được ưu tiên. Khi đề cập đến hội nghị thượng đỉnh Ukraine ngày 15 đến ngày 16 tháng 6 do Thụy Sĩ đăng cai, ông Vilisky nói không có tiền cho việc đó và hỗ trợ cho quốc phòng quan trọng hơn. Cùng với hội nghị thượng đỉnh về công thức hòa bình của Ukraine và tài trợ ngân sách dài hạn, ông Nejem cho biết ông đã lên kế hoạch tham gia các hội thảo cũng như cuộc họp do PricewaterhouseCoopers LLP tổ chức với hơn 100 công ty Đức để thảo luận về quan điểm, thách thức và tính minh bạch trong tái thiết Ukraine. Những rủi ro đấu đá nội bộ làm tăng cường sự giám sát chặt chẽ đối với nguồn tài trợ của các đồng minh của Ukraine. Những người đã yêu cầu nước này giải quyết tham nhũng như một điều kiện để giữ cho các kênh tài chính được mở. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự hồi tháng 2 năm 2022, Ukraine đã được các quốc gia phương Tây viện trợ rất nhiều xe tăng chiến đấu chủ lực, trong đó có một số loại thuộc hàng hiện đại nhất thế giới như Leopard 2A6, Challenger 2. Trong khi đó, Mỹ đã phân vân trong việc viện trợ xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams, phiên bản M1A1 cho Ukraine. Nhưng cuối cùng, trước hành động quyết liệt của các quốc gia châu Âu, Washington phải cam kết cung cấp 31 chiếc, đủ trang bị cho một tiểu đoàn xe tăng. Tuy nhiên, việc giao M1 Abrams cho Kiev gặp phải sự chậm trễ. Nguyên nhân rất đơn giản, không phải Washington thiếu xe tăng mà họ phải tháo dỡ tất cả các công nghệ bí mật và có giá trị ra khỏi phiên bản này vì lo ngại rơi vào tay Nga. Khi tiếp nhận, quân đội Ukraine đã chọn giữ xe tăng Mỹ làm lực lượng dự bị chiến lược thay vì triển khai chúng ngay lập tức vào chiến đấu. Hồi cuối tháng 2 năm nay, sau khi pháo đài Avdiivka thất thủ và quân đội Nga đang ảo ạt tiến về hướng Tây, Bộ Tổng tham mưu Ukraine buộc phải tung M1 Abrams vào chiến đấu và chúng nhanh chóng trở thành nạn nhân trước hỏa lực của Nga. Điều đáng kinh ngạc là khả năng bảo vệ của M1A1 Abrams cũng chỉ tương tự như sức chịu đựng của xe tăng châu Âu và Nga. Phương tiện chiến đấu của Mỹ đã trở thành mục tiêu ưa thích của binh sĩ Nga. Họ dường như đang tích cực săn lùng những gã khổng lồ bọc thép này. Giờ đây, các báo cáo về việc xe tăng Abrams bị phá hủy liên tục xuất hiện trong các bản cập nhật của Bộ Quốc phòng Nga. Một câu hỏi được đặt ra là có bao nhiêu chiếc M1A1 Abrams của Ukraine đã bị phá hủy? Theo kênh Telegram, bản tin Trung đoàn 1430, cho đến thời điểm hiện tại,
14 trong số 31 xe tăng Mỹ được giao cho Ukraine đã rời cuộc chơi, kèm theo bằng chứng hình ảnh. Điều thú vị là cách đây không lâu, hãng tin Mỹ CNN đã phát sóng một phóng sự hấp dẫn về xe tăng Mỹ được biên chế cho Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới 47 Ukraine, được đánh giá là đơn vị tinh nhuệ nhất của lực lượng Kiev. Phóng viên CNN đã đến thăm đơn vị xe tăng M1 Abrams của Lữ đoàn 47 và nhận được một số lời chỉ trích khá gay gắt đối với chiến xa Mỹ. Các vấn đề bao gồm từ trục trặc kỹ thuật về động cơ và lớp giáp bảo vệ không đủ, cho đến hiện tượng ngưng tụ hơi nước trong điều kiện sương mù và mưa khiến hệ thống điện của xe tăng bị hỏng. Nhìn chung, theo các kíp lái xe tăng Ukraine, Abrams không đáp ứng được kỳ vọng. M1 Abrams là xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ 3 được lục quân và thủy quân lục chiến Mỹ sử dụng. Tuy nhiên, hiện nay thủy quân lục chiến Mỹ đã loại khỏi biên chế. Xe tăng được đặt theo tên của tướng Creighton Abrams. Nó đã trở thành nền tảng của lực lượng thiết giáp Mỹ kể từ khi được đưa vào biên chế đầu những năm 1980. Nổi tiếng với lớp giáp tiên tiến, vũ khí mạnh mẽ và thiết bị điện tử hiện đại, giúp Abrams trở thành một trong những chiếc xe tăng tốt nhất thế giới. Kích thước của M1 Abrams rất lớn, phản ánh vai trò của nó như một phương tiện bọc thép hạng nặng. Xe có chiều dài 9,77m, chiều rộng 3,66m và chiều cao 2,44m. Trọng lượng của xe khác nhau tùy theo biến thể, nhưng thường nặng khoảng 60 tấn. Động cơ của M1 Abrams là động cơ tua bin khí có công suất 1.500 mã lực, giúp xe có thể đạt tốc độ lên đến 67 km/h trên đường nhựa và 48 km/h khi di chuyển trên địa hình. M1 Abrams tự hào có một số đặc tính kỹ thuật giúp nâng cao hiệu quả chiến đấu như lớp giáp tổng hợp, bao gồm cả bằng uranium nghèo trong một số biến thể, mang lại khả năng bảo vệ đặc biệt, có thể chống lại các loại đạn xuyên giáp. Đặc biệt, hệ thống điều khiển hỏa lực của xe rất ưu việt, bao gồm máy đo xa laser, kính ngắm ảnh nhiệt và máy tính đường đạn, cho phép nó tấn công chính xác các mục tiêu ở khoảng cách xa, ngay cả trong điều kiện bất lợi. M1 Abrams sử dụng pháo nòng trơn M256 120mm do công ty Rheinmetall của Đức phát triển và sản xuất theo giấy phép tại Mỹ, có khả năng bắn nhiều loại đạn khác nhau. Thiết kế nòng trơn của pháo giúp nâng vận tốc đầu nòng cao hơn và cải thiện độ chính xác khi bắn mục tiêu ở cự ly xa. Các loại đạn pháo tăng của M1 Abrams bao gồm đạn thanh xuyên APFSDS được thiết kế để diệt mục tiêu bọc giáp của đối phương, đạn nổ phá có hiệu quả chống lại cả mục tiêu bọc thép và mục tiêu mềm. Ngoài ra còn có đạn chống tăng đa năng MPAT có thể được sử dụng để phá hủy nhiều mục tiêu khác nhau, gồm cả trực thăng bay thấp và đạn ria để phòng thủ tầm gần trước bộ binh. Trung tướng quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Mark Hurtling, người có nhiều kinh nghiệm với xe tăng Abrams, đã bác bỏ những tuyên bố của binh sĩ Ukraine liên quan đến cáo buộc xe tăng Abrams hoạt động kém trong điều kiện thực chiến. Tướng Hurtling nhấn mạnh dòng chiến xa này được thiết kế đặc biệt cho chiến trường châu Âu, có tính đến điều kiện địa phương. Ông cho rằng các vấn đề kỹ thuật rất hay được lính Ukraine báo cáo là do kíp xe không được huấn luyện đầy đủ và sử dụng không đúng cách. Ngoài ra, ông còn đề cập đến một sự cố được báo cáo bởi kíp xe tăng Abrams của Ukraine. Trong đó, họ không thể phá hủy một tòa nhà sau khi bắn 17 quả đạn pháo tăng. Tướng Mark Hurtling giải thích rằng vấn đề xuất phát từ việc kíp xe sử dụng sai loại đạn. Ukraine đã chờ đợi M1 Abrams từ rất lâu, phải mãi tới tháng 9 năm 2023, 31 chiếc M1 A1 Abrams mới được bàn giao, nhưng lại tỏ ra không hữu dụng. Xe tăng phương Tây khó trở thành nhân tố thay đổi cuộc chơi trên chiến trường Ukraine vì số lượng được các đối tác của Ukraine viện trợ quá ít. Thực tế này đã được dự đoán trước đó một thời gian, bây giờ kết quả đã rõ ràng. Quá trình chuyển giao lữ đoàn xe tăng Leopard 2 như đã hứa kéo dài hơn một năm và việc sử dụng vũ khí phương Tây ở chiến trường Ukraine phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt, hay nói đúng hơn là những kỳ vọng phi lý. Hãng tin AP cho biết, hiện tại, tất cả số Abrams còn lại đã bị quân đội Ukraine rút khỏi tuyến 1. Các quan chức quốc phòng Mỹ giải thích rằng do sự đe dọa nghiêm trọng từ UAV của Nga nên không phù hợp để xe tăng M1 hoạt động ở tuyến đầu. Mặc dù đại diện Lữ đoàn 47 Ukraine, đơn vị được giao sử dụng xe tăng Abrams đã phủ nhận những thông tin của AP khi nói rằng các xe tăng M1 A1 Abrams đang thể hiện kết quả chiến đấu tuyệt vời trên chiến trường và bộ binh của chúng ta có thể làm gì khi không có hỏa lực yểm trợ mạnh mẽ như vậy. Theo Defense Express của Ukraine, kết quả này đã được dự đoán trước vì các lý do bắt nguồn từ nhiều khía cạnh cùng lúc. Đầu tiên và quan trọng nhất, không có vũ khí nào có thể trở thành viên đạn bạc nếu số lượng ít. Thứ hai, ở góc độ chiến thuật, Abrams trở thành mục tiêu ưu tiên số 1 trên chiến trường. Ngay khi phát hiện ra mục tiêu này, mọi vũ khí sẵn có của Nga đều chĩa vào nó. Hơn nữa, về mặt khái niệm, xe tăng phương Tây không được thiết kế để dùng cho mục đích chống bộ binh mà là vũ khí chống tăng chuyên dụng. Quân đội Ukraine hoàn toàn hiểu rõ những đặc điểm này. Ngay cả giám đốc cơ quan tình báo quân đội Ukraine, Kirill Budanov cũng nhấn mạnh việc sử dụng Abrams phải rất cẩn thận trong cuộc phỏng vấn với The Drive từ tháng 9 năm 2023. Người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraine lưu ý, xe tăng Abrams nên được sử dụng phù hợp cho các hoạt động chiến đấu rất cụ thể và được chuẩn bị kỹ lưỡng.
nếu được sử dụng ở tiền tuyến trong chiến đấu hiệp đồng quân binh chủng, chúng sẽ không tồn tại được lâu. Chúng nên được sử dụng trong các hoạt động đột phá ở điểm nào đó, nhưng phải được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều nằm ở khía cạnh lý thuyết khi nói về xe tăng tham gia nhiệm vụ tấn công. Trên thực tế, quân đội Ukraine đã học được cách vận hành Abrams, cũng như người Nga đang tìm cách chống lại chúng. Lực lượng phòng thủ Ukraine ở Avdiivka đã sử dụng những chiếc siêu tăng M1A1 Abrams của Mỹ làm nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực từ khoảng cách an toàn, giống như các khẩu pháo tự hành, nhằm cố gắng tránh hỏa lực phản công từ các đội chống tăng Nga, chứ không phải cho vai trò là vũ khí đột kích trong cuộc phản công. Defense Express kết luận, xét đến những tổn thất nặng nề về thiết giáp mà cả Nga và Ukraine phải gánh chịu, trên thực tế, xe tăng kiểu Liên Xô, châu Âu hay Mỹ đều không phù hợp với cuộc chiến tổng lực ở Ukraine.